Sau khi phát khui ra đó thì nó có một xíu vấn đề cái xe này á, là nó nói chung là cũng chế nhiều nha, và cái bộ số này nó chủ chưa gáp vô, mình chỉ gá đỡ lên thôi, chút mình gáp vô lại ra. Và hiện tại không có xăng, chỗ khu mình mua xăng cũng rất là khó luôn, mua xăng mua nhớt cũng khó luôn, xe nó hết xăng rồi. Để bây giờ mình sẽ sửa chữa lại, mình nói chung là mình gáp lại đầy đủ rồi, rồi mình sẽ nổ máy cho quay video cho bạn xem nha. Mấy xe này giờ không biết nó bị cái gì nữa, để mình tự mình coi mình làm mình sửa lại. Gắn 4 cái bánh với gáp cái này vô chắc là xong quá. Và pin nó, pin mình đã sạc rồi nè, cục pin này mình sạc nè, hồi pin vẫn còn xài được ok. Xin chào các bạn nha, hôm nay mình ra cái sân múc ở đây rất là xa luôn, mình chơi một mình nha, tại xe này mình sợ lắm, lỡ có chuyện gì đụng vô mấy đứa con nít là xỉu luôn á. Giờ mình ra đây mình sẽ thử á. Bánh xe trước nó từng dữ à.
Cây này rất là xa luôn rồi, cây bãi biết này xa lắm luôn. Này bóp nhanh quá nó sẽ qua số 2 luôn rồi. Hết xăng rồi, hết xăng rồi. Ập ập rồi. Sau khi mình test cái xe này thấy khá là ok các bạn ơi, nó qua số 2 hơi nhanh nhưng mà mình dịu từ từ nó sẽ có tiếng giá hẹ cho các bạn nghe rất là rõ. Còn bóp nhanh nó sẽ hơi bị hụt ga, cái này xe chưa canh chỉnh gì á. Mà xe này á, chủ xe nói là cái dên đã đôn lên 2 ly rồi, mình không biết như thế nào, tại mình cũng chưa có trẻ máy chưa có biết. Mình thì ổng nói là cái dên zin là 1 ly 2 nhưng mà độ lên là 2 ly rồi nên chạy cũng khá lực, mình thấy cũng khá lực á. Rồi máy móc thì không biết như thế nào nha, mình chỉ thử mình test thôi. Nói chung là chạy rất là ok. Trời cũng rất là nắng nóng mà quay được cái video này nói chung là cũng rất là tốt. Và mình thấy quay cũng khá, có một mình quay nên nó hơi xấu, các bạn thông cảm nha các bạn. Nếu các bạn nào yêu quý mình, cái kênh của mình, thích xe thì hãy để lại một lượt đăng ký và cho mình một like, chia sẻ video để mình có thêm động lực để mình quay thêm nhiều cái video test xe cho các bạn xem nha. Hôm nay mùa dịch nên mình chỉ chơi mấy chỗ vắng vắng này nè, chạy rất là đã luôn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này nha. Bye bye các bạn nha.